In a magical land far above our skies, legends tell of Luc Van Tien, a young warrior whose heroic and noble deeds captured the heart of Nguyet Nga, the most beautiful princess of the upper world. They were destined to be married, but the king of the underworld, hearing rumors of her beauty, desired the princess for himself and sent his army to kidnap her. Betrayed by his own soldiers, Luc Van Tien was imprisoned in a cave, cursed and turned to stone for 1,000 years. Presuming him dead and forced to marry the underworld's king, Nguyet Nga threw herself from the edge of the upper world, praying to the goddess of mercy that one day she will be reborn to see her true love again. Đau quá. Đạo diễn, cảnh gì không có trong kịch bản. Bình tĩnh, bình tĩnh. Huyên nào quá. Tèo. Kia. Ông làm gì ở đây vậy? Người ta đang đóng phim đó. Tôi là diễn viên chính của bộ phim này đó. Là ngôi sao. Mắt mù à? Ê, dừng lại. Dừng lại. Cậu làm ăn kiểu gì vậy? Dạ em xin lỗi. Coi chừng mất việc nhá. Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng nữa. Là một cục vàng. À không, phải nói là một khối vàng ròng. Một nhà băng đang di chuyển trên mình nữa. Con thề là kỳ này con nói thiệt. Trời ơi, cái số tiền con nợ con đúng không? Rồi, bây giờ nó chỉ là chuyện nhỏ. Cô cứ chờ đó. Ê, đánh ra nè, đánh ra. Hai thằng này á, mặc đồ y chang như trong trại tâm thần mới ra đó mới là. Nè, đánh xa dùm cái đi, đứng nó bàn tán cái gì, né đâu, đây cái gì nè, né giật vào đó đi. Mình gặp ảnh ở đâu rồi ta? Hay là trong sách giáo khoa? À, đúng rồi, giống y hệt trong hình vẽ, Luc Van Tien. Tiên cái gì? Tụi đi nó, đánh ra đi. Tôi đá chết bây giờ. Chị cho em 2 phần. Đợi chút xíu nha. Giang hồ hiểm ác. Đề nghị Quỳnh không nên sử dụng tên thật, chỉ nên dùng nghệ danh thôi. Nghệ danh là sao? Và để tránh tò mò và rắc rối, từ nay tên của Quỳnh sẽ là L.V.T. Giỏi lắm. Quỳnh đang ăn cái món bún chả ngon rổ rẻ nhất ở đây á. Công nhận cha tổng thống là khôn thiệt. Ăn nhanh đi, chút nữa để dắt Quỳnh đi khách hàng. than nào. Quay phim, chụp hình, đóng quảng cáo, tất cả. Quay phim, quảng cáo. Chính xác. Là cái gì? Bây giờ Quỳnh tưởng tượng Quỳnh làm cái món bún chả nè, rất ngon, nhưng mà không ai biết đó. Đệ sẽ là người đi quảng cáo sản phẩm cho Quỳnh. Quỳnh chỉ cần làm theo sự sắp xếp của đệ, Quỳnh sẽ có bún chả ăn thoải mái luôn. Tính tiền đi. Ủa vậy hai cậu ai trả tiền? Trả tiền gì? Sao lại có cái thứ người mà luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu vậy? Muốn ăn quỵt phải không? Ăn của người ta thì phải trả tiền chứ. Tiền là cái này nè. Có bao nhiêu đưa cho đệ? Tiền này Quynh không có. Đệ nhìn cái tướng mạo sang trọng với cái bộ đồ giáp hoành tráng của Quynh, tưởng đâu nhà giàu. Tên Tiên mà không có tiền hả? Quynh đâu có biết, vì ở Trển mọi thứ đều miễn phí mà. Mất gì giờ? Chân quê. Very good, the magic one. Tới đó. Trả tiền, bo cho bà luôn, đi lộn. Cảm ơn. Chờ đã. Buông ra với đám giang hồ, chứ quen làm thói con đồ hại dân. Mày nghĩ mày là ai hả? Cái thằng này nó nghĩ nó ngon. Dù phải tới chân trời góc bể nào, ta sẽ tìm nàng bằng được. Ê, Quỳnh đi đâu vậy? Không biết giờ này nàng đang ở đâu. Rồi, để sẽ tìm cô ấy cho Quỳnh sau. Trước tiên, Quỳnh phải kiếm tiền trả nợ đã. Tiền bún chả đó nha. Con ăn xong rồi nhớ học bài nghe chưa? Không có phá đó nghe không? Đi đi. Dạ. Cô. Hả? Ra ngoài coi. Có tiền trả nợ rồi phải không? Nợ bây giờ không thành vấn đề. Ra đi. Thấy sao? Thấy sao? Ok không? Cô thấy con tuấn mã này ra làm sao? Đây là hàng đặc biệt đó nha cô. Con ngựa này làm xiếc được không? Làm xiếc hả? Để hỏi. Còn cậu kia? Trời ơi, đối với Quỳnh kia thì cái chuyện đó nó còn nhỏ hơn cả con của con thỏ nữa. Số tiền con nợ cô coi như què nha. Dạ, Bùi công tử vẫn dùng trà sang như mọi lần đem chuẩn bị ạ. Bữa nay ta không có hứng. Mang rượu ra đi. Dạ. Chỉ có bà chủ mới có thể giúp cho tao quên đi nỗi buồn bực. Chẳng hay có điều gì buồn phiền mà coi bộ Bùi Công Tử không có được vui. Món hàng đã được khách chấp thuận giá cao, tự nhiên có một thằng nào quắt nhẹ vô phá đám, thế là dục mất. Nè, đứng lại đi mà. Đứng lại. Ông thôi đi. Nè. Bộ làm cao hả? Muốn anh bo không vậy? Muốn anh bo không? Em có muốn anh bo? Ai da? Ai da? Cái gì vậy? Làm gì vậy? Đóng dấu để lần sau ông khỏi tới đây nữa. Cái gì? Tôi làm gì đóng dấu tôi? À, gì vậy? Buông ra! Sao bắt tôi? Buông ra! Buông tôi ra! Làm gì bắt tôi? Buông ra! Ước gì lính của tôi được bài tên có dũng khí như cô chủ. Thưa đại ca, đã tìm được thằng đó. Đi bắt nó về cho tao. Dạ. Tên đó là ai mà nguy hiểm vậy? Không biết. Một thằng mặc đồ cổ trang kỳ quái như trên trời rơi xuống à. Xiết ngựa thật là đặc sắc, lần đầu tiên ra mắt do nghệ sĩ lừng danh Lơ Vơ Tờ biểu diễn. Đấy là hết giờ còn như người buông vô chụp chung luôn đi, không có chụp riêng được nữa. Buông vô rồi, đến 2, 3 cười lên. Trời ơi, chụp hình chung tiền tính riêng nha. Tao lên mỗi người 10.000, tao lên mỗi. Cứ yên tâm là biểu diễn. Mẹ sẽ đi tìm cô gái đó tôi. thường cả chục em tên Nga, tìm dễ ẹt. Sao hôm nay kẹt vậy ta? Ê, con tìm lộn cái thùng từ thiện rồi nha. Anh xin lỗi, anh đói bụng quá. Hôm nay tôi gặp toàn người không có tiền như trời. Ngồi đi. Ừ. Ăn nè. Ừ. Thoải mái đi. Em cảm ơn anh. Coi tôi ăn mặc vậy tôi ăn bắp, chứ tôi không phải dặn dừa đâu. Mới còn chiều chụp hình với ngựa thôi mà nhiêu đây rồi đó. Đếm đi. Đó. Đếm thử đi. Đừng có ngại. Đếm đi. Trong tay tôi hiện tại đang sở hữu một vũ khí siêu khủng, quả bom của showbiz. Quan trọng là tối đêm này tôi phải tìm cho quả bom này một cô gái tên là Nga. Lúc đó tôi sẽ trở thành một bầu xô. Ê! Tiền của tôi! Ê! Chạy ra! Chạy ra! Đứng lại! Đứng lại! Chạy đi đâu! Cướp mà không lấy tiền, không lẽ tụi bay đánh ghen trời. Em ở đâu? Sao đêm hôm khuya khoắt em còn lang thang ngoài đường như vậy? Em ở dưới quê á. Em bị người ta dụ lên đây, nói là làm được lương cao lắm, nhưng mà không phải vậy. Ở ngoài đường kia biết bao nhiêu là kẻ lừa đảo, dụ dỗ các cô gái, biến các cô gái thành các món đồ chơi. Được. Nếu cậu bằng lòng để con ngựa này lại đây thì cởi trói cho nó. Nè, chờ đã. Quỳnh định đi về đâu vậy? Đang ở trển sướng vậy, xuống đây kia cho khổ. Lâu lắm rồi không có gặp nàng. Huynh cứ ở tạm nhà đệ, miễn sao huynh đệ mình có nhau, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Còn nhiêu đây tiền, sống tiết kiệm cũng được vài ngày. Đóng phim cổ trang thôi, đâu có gì đâu nhìn. Đi. Dạ. Đây là dinh thự của đệ. Tuy hơi nhỏ nhưng mà đầy đủ tiện nghi hết nha. Tivi, thấy không? Đèn. Vô đây nè, vô đây nè. Đây là khu nhà bếp để nấu ăn. Còn cái chỗ này á, toilet. Còn đây là tủ lạnh. Bất cứ khi nào mà Quỳnh đói bụng cứ lấy, lúc nào cũng có trái cây hết. Cái nước nó không uống được đâu. Đi ra đây. Để đệ đi pha trà cho uống. Trời! Quỳnh sao vậy? Trời ơi! Cái đầu Quỳnh như son cucu vậy? Nhưng mà bộ đồ này... nhiệm vụ về chậm như rùa vậy? Dạ, tụi em muốn đi nhanh nhưng hơi bị khó. Nga! Nga! Đứng lại! Đứng lại! Đứng lại coi! Nga! Nga! Đứng lại! Nga bị bắt rồi! Nga! Nga! Đây! Mì ăn liền ít tiền cũng có đây! Ủa đâu rồi? Sao để người ta vào đây gây lộn xộn vậy? Nói bảo vệ đưa ra ngoài đi. Dạ. Đi ra. Đi đi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Không có gì đâu. Không có gì đâu. Xin lỗi. Đi đi. Đi. Thằng như người thiên cổ, một thằng như ở trại tâm thần mới ra, mà mày kêu giống nhau. Mày mù hả? Xin lỗi nha người anh em. Quỳnh về nhà trước đi, để đệ đi kiếm bộ đồ khác hợp với Quỳnh hơn. Tìm thấy cô gái đó chưa? Dạ. Thưa, bữa nay có khách quý, đích thân bà chủ sẽ tự tay pha trà ngân tiếp à? Sủi ngắm. Aromoso. Very nice. Rất hân hạnh mới ngồi. Không biết đại gia đây là người nước nào mà sao nói được nhiều thứ tiếng vậy ạ? International. Anh là người quốc tế, thế giới phẳng mà. Đại gia ở đây là kinh doanh đa chủng loại. Nơi nào có tiền lại nơi đó có đại gia. Tiền very hot, nhưng còn có thứ hot hơn tiền. Đó là... Úi trời ơi! Úi trời ơi! Xin lỗi! Em! Mang khăn ra lau cho đại gia! Khỏi... Cảm ơn. Mày mới về hả Tèo? Con mèo mà nó ăn vụng á, cái tiếng kêu của nó không phải như vậy ha. Mày là xem ra mày còn phải học dài dài nghe con. Dạ, con xin lỗi ba. Con có việc gấp. Thôi con đi nha ba. Mày mới lấy cái gì? Hả? Dạ. Mới lấy cái gì? Trời ơi, trong nhà này còn cái gì mà mày chưa lấy mày bán không hả Tèo? Hả? Mày thiệt là tao biết không? Ba ơi, con xin lỗi ba. Con không muốn làm cho ba buồn đâu ba. Ba ơi. Bộ làm người tử tế nó khó dữ vậy sao con? Hả? Con đang muốn làm việc tốt đây nè ba. Mày lấy cái gì? Đưa đi. Trời đất ơi, Tèo ơi. Cái bộ đồ này là bộ đồ tao đi qua sông, tao bận tao đi ăn nói má mày. Mày hiểu không? Mày có biết không hả? Gì nó sao mày nở mày? Trời ơi, tao hết biết mày. Ba! Đem đi! Ba! Con chỉ muốn lấy cho bạn con mượn thôi. Hôm nay chỉ có một cái áo để mặc thôi đó ba. À, nó nghèo dữ vậy hả? Dạ nghèo. Không, có thể là rất giàu, nhưng mà thật ra thì rất nghèo. Trong túi không có đường đồng luôn đó ba. Ba, thì ba ráng ba tin mẹ lần nữa, lần cuối cùng, nghe chưa? Em đừng nói với ai hết nha. Em định đi mà không chào chị ạ? Em xin lỗi. Nói cho chị biết hai người khách đó là ai, tại sao phải tránh vào? Họ cho người bắt em. Cũng may là em được cứu đó chị. Người này đã cứu em phải không? Dạ dạ. Trời ơi, ảnh đánh nhau giỏi lắm đó chị. Hôm bữa ha, em thấy ảnh né qua, né lại gì thôi nè, mà tụi kia té chúi nhủi luôn á. Alo, Bùi Công Tử nghe đây. Tôi có tin này, chắc chắn ông đại gia của anh rất quan tâm. Cô làm tôi hồi hộp quá. Có chuyện gì vậy? Về cô gái mà các anh chưa tìm. Ồ, vậy à. Tôi đang cần tìm cô ta. Tôi biết cô đang ở đâu. Lấy chồng ngoại quốc, người ta giàu có, sướng như tiên. Không, không có gì. Alo, hẹn tụi tôi quay quảng cáo sao không thấy ma nào hết vậy? Tôi chờ, tôi cũng tính tiền chờ đó nha. Mà tới rồi kìa. Đâu phải, quay phim phải có xe cộ đèn đóm đầy đủ chứ. Có người khóc trong đó. Thôi, đâu phải chuyện của mình. Đám cưới kiểu xưa nặng thấy mẹ. Tới rồi, mau lên. Cô dâu xuống kiệu. Chú rể tới rước cô dâu. Chào. Ôi, chết rồi. Coi như phần nghi lễ đã xong. Đưa cô dâu lên thuyền. Nhanh, nhanh lên. Dừng tay. Không được đụng vào cô ấy. Mày là thằng nào mà dám? Thay trời hành đạo, thấy sự bất bình, quyết không tha. Mày đâu? Ca này hơi bị khó. Thằng này mà tụi bay cũng sợ nữa hả? Đại ca, thằng này không phải dàn vừa đâu. Đừng có đi. Để tao. Cứu tao! Tèo, đưa cô ấy đi đi. Đủ thế cô kia. Hạ thằng kia cho tao. Tụi nó chạy qua đường này mà. Để coi tụi nó đi xa chưa. Im đi. Rồi. Nhưng mà chưa. Cứ nằm đó đi. Nhắm mắt lại, coi chừng tụi nó thấy mình. Sao vậy? Nhột. Tôi có làm gì đâu mà nhột. Không phải, nhột ở dưới á. Tôi cũng... Nhịn đói luôn á hả? Có một mình ảnh à, mà phải đánh nhau với cả đám người, không biết có bị sao không nữa. Giờ có ăn không đây? Ây! Tôi đang lo. Quân ấy là cao thủ võ lâm, lo cái gì mà lo. Nè, ăn giùm tôi cái đi. Công tôi ngồi tôi đào từ nãy tới giờ muốn gãy hết hai bàn tay tôi luôn đó. Trễ không hoài. Vậy chứ ai là người cứu cô đưa cô về đây? Người ta đánh nhau với cả chục thằng kìa. Còn anh làm được cái gì hết? Tôi cũng bỏ chạy cả chục thằng đó về đây với bộ. Nhưng mà dù sao tôi cũng là người dìu cô thoát khỏi chỗ đó, đúng không? Nè, tôi mới là người cõng anh đó nha. Quên rồi hả? Cô mới là người mau quên đó. Vậy chứ ai là người cho cô ăn bắp rang? Nhớ hôn. Em. Đồ vô ơn. Ý tôi á là công ít công nhiều thì phải rõ ràng. Như hồi dưới quê á, tôi có nuôi một con chó với lại một con mèo. Con mèo á, nó thân với tôi lắm. Đêm nào nó cũng chui vô lòng tôi ngủ hết. Mà lông của nó ha, ấm ơi là ấm, mềm ơi là mềm. Còn con chó thì nó phải thức canh gác ở bên ngoài. Nhưng hễ mỗi lần có người lạ ha, là nó sủa to ơi là to, dữ ơi là dữ luôn. Con nào tôi cũng thương, nhưng con chó nó bảo vệ tôi thì tôi phải thương nó nhiều hơn chứ. Ý cô là cô thương Quỳnh ấy hơn tôi đúng không? Nhưng ơn của anh tôi cũng sẽ trả mà. Tôi đi làm có tiền đưa cho anh hết luôn. Tôi không cần tiền, tôi không cần vật chất. Tôi chỉ cần tinh thần thôi. Vật chất tinh thần là cái gì? Vật chất. Còn tinh thần hả? Là vụ nhột nhột đó. Vô duyên. Không nói chuyện với anh nữa. Tôi đi tìm ảnh đây. Tìm ảnh hả? Cô cứ đi đi. Để coi cái người trên trời đó có làm được cái vụ nhột nhột như tôi không? Sao rồi Liên? Em có gặp được chàng không? Có. Em nói với anh ấy đúng những gì chị dặn. Chúng ấy thế nào? Có bị thương ở đâu không? Anh ấy không sao. Ảnh đã đánh nhau với bọn chúng. Nga được an toàn và thoát khỏi với Tèo, người bạn của anh ấy. Bùi công tử bắt buộc phải rút lui. Công việc đang suôn sẻ. Tao tôi sắp bị bắt nữa rồi. Thì ra là đệ. Quân cứ tưởng quân nhân tặc. Thay đồ đi liền với đệ. Đi đâu? Đóng quảng cáo hả? Không, đệ dắt Quỳnh đi gặp cô ấy. Cô nào? Cô Nga chứ còn cô nào nữa. Hả? Rô. Bữa nay anh uống nhiều vậy? Anh thua à? Thua. Thua thảm hại. Trắng túi hả? Vậy sao còn tiền bôi cho em nữa anh? Tao thua. Thua thằng Lờ vào Tờ. Tại sao lần nào tao cũng thua nó hết vậy? Sao vậy? Quỳnh cứ đi trước đi, chân đệ hơi đau. Cô ấy đang nóng lòng chờ Quỳnh đó. Cảnh gặp gỡ này, nếu mà có mưa, người ta sẽ gọi là mưa ngâu. Nga đây, người được anh cứu đây. À, nhưng xuống hạ giới mà nàng thay đổi nhanh vậy sao? Em luôn ở hạ giới mà. Nhà em ở Biệt Dương á, em cũng đâu đi xa bao giờ đâu. Sao kỳ vậy ta? Anh hỏi kỳ kỳ. Người đâu về? Anh bển về hả? Không, ở Trễ anh xuống. Trễ anh ở đâu ta? Ở Trễ nhà trên đó. Hiểu rồi. Anh là phi công. Vậy anh nhảy dù xuống đây hả? Không, ở trên trời xuống đây. Trên trời? Dạ. Hả? Phi công, nhảy dù xuống. Con ngựa không phải dù. Hai người sao gặp nhau không có giống ngu lan chức nữ chút nào hết. Đánh mấy lần. Nhảy dù xuống đây đúng không? Dù vậy vậy? Cái dù á, cái dù của anh đâu? Quỳnh qua chính tầng mây xuống đây tìm nàng. Ngày trước chỉ nhìn qua ánh mắt thôi là đã hiểu nhau. Sao giờ gặp lại nàng thay đổi nhiều vậy hả Nguyet Nga? Sao lại là Nguyet Nga? Từ trai sanh mẹ đẻ đến giờ em chỉ có tên Mộng Nga thôi mà. Vậy là cô không phải Nguyet Nga rồi bị bắt cóc từ ở Trễ xuống hả? Tôi hiểu rồi. Có nghĩa là hai người cùng tên Nga, nhưng mà đây là Mộng. Không phải Nguyệt cùng bị bắt cóc, nhưng mà ở đây là ở Biệt Dương chứ không phải ở Trễ xuống. Ê, Quỳnh đi đâu vậy? Đi tìm Nguyet Nga. Lại con mày đặt cái trò hỏi cung gì nữa sao? Thôi thôi ta! Bỏ nghe cái trò dụ dỗ môi trường này đi! bữa tiệc dành riêng cho chú em. Thưởng thức đi. Việc không thành, cho em tạ lỗi với đại ca. Còn ông lão chú rể, em sẽ đền bù thỏa đáng. À, khỏi. Nghe nè. Em đẹp quá. Ừ, xin chào. Nhưng mà cái thằng lừa vào giờ không biết từ đâu chui ra mà võ nghệ cao cường, quá nhanh và hiểm. Có như thế thì ta mới biết đâu là kẻ thù của ta và đâu là bạn ta chứ. Ý đại ca là đoán xem. Ra đây là cái đứa mà hôm trước về lấy đồ cho nó bận đấy không? Dạ đúng rồi đó ba. Chào cháu. Tên gì á? Hả? Dạ tên Tờ ba. Tên Tờ. Tên gì nghe mắc cười. Nhưng mà cái tên vẫn chưa nói ra được cái gì đâu. Lại đây. Bắt rờ một cái. Bắt coi tướng cái coi. Đâu? Trời đất ơi, đàn ông trai để tóc chi dài quá được lắm con. Đi hớt đi, cho nó mát nha. Chà, đàn ông con trai mà mũi cao quá, đẹp quá. Mặt mày thanh tú à. Vậy chắc con cũng là người tính tình nho nhã, không có ba láp làm xàm như thằng Tèo nhà bác nha. Để coi à. Gì vậy? Dạ đó, bạn con biếu ba ít trái cây với ba. Yeah. Cảm ơn con. Mà sao nói sao lục phục lòng hồn quá trời. Rồi tiếp nè. Nè. Rồi. Ồ. Dữ dội ha. Được, khỏe quá con. Khỏe đó, khỏe mạnh đó. Cái tạng con vậy chắc là tạng giống y chang Tèo nhà bác á. Vậy đi con, giống nó vậy được. Nhưng mà giống cái này thôi nha. Đừng có giống cái tánh cái nết nha con. Nha. Khổ á, khổ cả đời á. Đó, bởi tao nói ha. Ủa? Ê, ba ơi, thôi con dắt bạn con đi thăm bà con xíu nè ba. Thanh niên bây giờ sao mà nam nữ khó phân biệt quá mà. Ảnh nói là ảnh ở Trển. Mà ở Trển của bển là ở đâu vậy anh? Có vậy mà cũng không biết. Đây nè, cho coi Google Maps nè. Đây là bển. Dạ. Trển của bển là Canada. Dạ. Còn ở Trển nữa là Bắc Cực luôn. Toàn là tuyết trắng xóa. Thấy không? Sao cô chủ tủ quán lại có bức tranh đó? Khi cho em coi tranh, nếu mặt của cô chủ kỳ lắm. Có khi nào đó chính là nàng Nguyệt Nga mà lờ vào tờ đang tìm? Nguyệt Nga. Ta đã đi tìm nàng khắp chân trời góc bể. Sao? đã có lời giao ước. Giờ gặp lại, sau lần nữa là luôn nha. Chắc anh nhầm tôi với ai rồi đó. Không, em chính là Nguyet Nga. Người đâu? Nguyet Nga! Nguyet Nga! Thương quá. Cứ đấm như vậy hoài, tay nào mà chịu nổi. Thương là thương cây dừa kìa. Tay Quỳnh ấy xây xác hơi bị khó. Tèo. Dạ. Sao để Dũng về vậy? Cái đó gọi là giận cá mà chém thớt đó. À, con đã hiểu ý bác rồi. Xin lỗi vừa nha. Mình có sao không? Vừa. ngõ hẹp, có thấy tâm tích gì đâu. Trời ơi, thương quá à. Mà bị người ta cự tuyệt như vậy chắc đau lòng lắm anh ha. Tại con ấy hiền quá, võ công cao siêu mà lại bị nhu nhược. Phải mà gặp tay anh, không có cửa đâu. Anh chỉ giỏi cái miệng. Em thử em cự tuyệt anh coi. Cự tuyệt anh đó rồi sao? Anh sớm vô luôn. Dám giỡn với anh hả? Vô. Đứng lại. Ủa đấy. Để nè. Trời, Tèo nè. Quỳnh nằm ở đây từ suốt đêm qua tới giờ luôn á hả? Quỳnh bị sao vậy? Chắc vì trái dừa gót trúng người. Chị, cảm ơn em. Đêm qua giữa lúc nguy cấp mà em còn kìm với khách cứu chàng. Là nhờ cái này đó. Cộng thêm dàn karaoke với em kéo thùng loa ra cổng là xong. Em quá thông minh luôn. Dạ thôi cô chủ, có chuyện rắc rối rồi. Cái tên thằng lờ Tờ đến là quấy rối nên tôi đưa người tới giúp. Sao Bùi công tử đến trễ vậy? Có cần vào kiểm tra không? Chúng tôi luôn tin tưởng cô chủ mà. Chúng tôi là những ai? Tôi xin hân hạnh uống với cô nương một ly để mừng mối quan hệ đặc biệt của chúng ta. Xin cảm ơn thịnh tình của đại gia. Bùi công tử đây luôn ca ngợi tài năng của cô nương, đặc biệt là những mối quan hệ tế nhị trong giới làm ăn. Vấn đề là chúng ta sẽ sử dụng những mối quan hệ đó như thế nào, đúng không đại gia? Tôi thì lại nghĩ khác. Tôi nghĩ rằng có lòng tin là có mối quan hệ. Có phải không cô nương? Còn người thứ tư đây sẽ là một võ sĩ bất khả chiến bại. Mời cô nương. Thưa, hạng tử Cao Nguyên đã về ạ. Về rồi à? Alright, oh, very good. Thịt bon, đi mát. Cắn cả vào lưỡi à? Cô ra đây làm gì? Tôi có một thắc mắc, không biết vì sao đại gia lại phải tuyển chọn người thứ tư kiểu kỳ như vậy. Thằng lờ Bọ Tờ đâu phải là người tầm thường. Đối đầu với nó phải cần một siêu cao thủ. Đại gia quả thật là người biết nhìn xa trông rộng. Nè con ơi. Dạ. Có bài thuốc dân gian đó con. Con uống cái đi cho nó mau lợi sức nha. Con cảm ơn bác. nói quý tấm lòng của đệ, nhưng đã đến lúc phải đi thôi. Quỳnh không còn hy vọng gì nữa. Khoan, trước khi đi Quỳnh có thể nán lại chút, chơi ván cờ cuối với ba đệ. Đó là kế quản binh, ba siêu thiệt ha. Ước gì anh được một phần của ba. Người ta có câu con hơn cha là nhà có phúc, em cứ chờ đó. Nàng thật là xinh đẹp. Không vào hang hùm làm sao bắt được cọp. Em chuẩn bị xe cho chị. Dạ. Chị, em nghĩ chị nên gặp, nói chẳng một tiếng. Chàng là người trực tính, thấy chuyện bất bình chẳng tha. Nếu để lộ chuyện ra sẽ hỏng cuộc đời. Việc bán lẻ từng món hàng đã trở nên lỗi thời. Vừa lãi ít lại gặp nhiều rủi ro bất trắc. Bây giờ ta sẽ tìm cách thay đổi phương thức làm ăn. Và hy vọng với sự giúp sức của em, hàng hóa sẽ đẹp hơn và được giá hơn. Thưa, có tên Bùi. Có môn võ gì xuất chiêu đi. Ta mà cần học võ hả? Trình võ sĩ đây tuy chân không mạnh nhưng đòn tay thì đủ chấp trăm người ạ. Chít bon đi má. Em muốn đi tè hả? Em muốn hỏi anh chuyện này. Nếu như em không còn trên cõi đời này nữa thì anh có đi lấy người khác không vợ? Không, không bao giờ. Anh nói xạo. Thiệt, anh đâu có ngu gì làm quen với con sư tử mới. Nói người ta là sư tử này. Nói người ta là sư tử nè. Cái hồi má người Tèo mất rồi, bắt buồn ghê lắm, đau lắm con. Đó, rồi cứ ngồi bên mộ bả khóc suốt 3 ngày 3 đêm. Khóc thiết rồi cái không còn thấy gì nữa hết. Trời ơi, lúc đó bác cũng muốn chết luôn rồi. Nhưng mà nhờ cái đờn này đây, nó giúp cho bác, nó giải tỏa cái nỗi buồn cho bác đó con. Con làm với bác đi, đờn đi con, tìm lại niềm tin đi con. Nhiều lúc nhớ chàng thì chỉ muốn quay về. Những đêm thao thức chỉ mong có một bàn tay ấm áp của chàng. Tình yêu sẽ tiếp thêm sức mạnh để thêm hoàn thành từ tình. Phán đoán đâu có sai. Dạ, họ đã chuyển 25% tiền đặt cọc rồi ạ. À, đi mà. Chị Bon. Хорошо. Very good. Ai, sao lại nỡ mạnh tay với người đẹp như vậy? Các người muốn cái gì ở tôi? À, muốn nhiều thứ lắm. Bởi vì nàng là một kho bí mật, cho nên bất cứ người đàn ông nào cũng muốn khám phá. Tao muốn biết gì sao? Mày giao con nhỏ Nga cho tao, rồi lại kêu thằng lờ vờ tờ tới cứu. Không chiếm được lòng tin của các người thì làm sao tao có thể lọt được vào đây, để thấy biết bao nhiêu cô gái đang bị giam giữ ở nơi này. Câm! Chính sự tò mò đó đã làm ta đề phòng. Rồi tiếng gọi tình yêu của nàng đến với thằng lờ vờ tờ đã khiến nàng lộ mặt. Đại ca, con nhỏ này quá nguy hiểm. Ta lại thích những cô gái nguy hiểm. Thôi, cứ để nàng khi những bước nhảy hoàn hảo. Tôi là Tèo nè. Tèo. Người đẹp ngủ trong rừng. Có cần hoàng tử không? Ra đi. Lỗ bây giờ. Đại gia giỏi như thần, em chịu thua luôn rồi. Người thông thái là người phải biết thua đúng lúc. Mày cũng biết âm mưu chúng tao làm cái gì phải không? Lô hàng này sẽ được đưa sang biên giới, không phải lo thủ tục hôn thú mà lại được giá cao, hiểu chưa? Để được an toàn, chúng ta phải tìm thời điểm thật bất ngờ. Anh cười cái gì? Đưa mấy chục cô gái qua biên giới, tụi bay tưởng dễ lắm hả? Đúng, không dễ. Nhưng nếu tao đưa chúng đi vào đêm 30 Tết, vào đúng lúc giao thừa khi mọi người hân hoan đón pháo hoa, thì có very good không? Có Kharaso không? Có chít bon không? Có đi mát không? Hả? Hả? Đứa nào? Hả? Đang bàn chuyện hệ trọng, đứa nào dám xì hơi đấy hả? Đứa nào? Đột nghịch nghịch cái gì? Là phải tờ có đó không? Đừng gấp. Nhanh đi! Xuống nhanh lên còn chờ cái gì nữa? Nhanh lên đây! Dừng lại. Tao vừa nảy ra ý định này, tại sao không để nàng ở lại ăn Tết với ta vài ngày rồi đi chuyến sau? Lên xe. Buông ra. Buông ta ra. Chặn nó lại. Chắc không còn cô gái nào nữa đâu. Mình đi thôi. Chị! Để em! Mấy chị tha! Mấy chị tha em! Chết à, lo đánh lộn, quên mất Mộng Nga của mình. Anh Tèo! Anh Tèo! Tèo nè! Tèo nè! Trời đất! Làm cái gì vậy? Say hello to AJ. Để báo mỗi người đi làm việc cẩn thận. Oh shit, I'm bad.